Ok, chào anh em nhá. Hiện tại mình đang đứng bên cạnh đây là một chiếc xe cúp tôm CM. Đấy, xe này rất là hiếm rồi, không còn nữa đâu. À, đứng bên cạnh là đây anh em đến bán xe. Ok, đây là em chào mọi người trên này cái. Chào tất cả mọi người nhá. Em giới thiệu em tên gì nhỉ? Em là Sơn. Sơn. Hoàng Mai. Sơn Hoàng Mai, ok. Anh cảm ơn Sơn nhá. Sơn là một anh em là thợ sửa chữa xe máy đúng không? Thế này là Sơn cũng qua những đường like của anh Kiên mà đến bán một chiếc xe gọi là cúp tôm CM và bán hộ cho chú nhỉ? Bán hộ cho chú cái cúp tôm. Thì cũng biết là ở đây là anh cửa hàng Hoàng Kiên là cũng uy tín. Thế là đến bán là nên giao lưu cũng với anh Kiên mấy lần rồi. Uy tín thì rất quý anh Kiên. Chiếc Sơn lấy con xe S21 nhà anh nhỉ? S1992 năm sinh. Thế đây là Sơn, xe này cũng không phải của em mà em bán hộ người chú trong góc độ gia đình. Chú ấy bảo là chú đang ở nhà nhá, chú đang chỉ đạo. Là con xe xem mà. Chú thấy Sơn mà nói chuyện là chú mua cái xe này năm ngoái là chú mua 101 không? 110 triệu cho các xếp nhá. Đấy máy nổ rồi ấy, thì thầm một Sơn. Được nghe sướng. Em có thể quay một cái chiếc xe này cho các đại ca trên này thưởng lắm nào. Đấy, các đại ca thưởng lắm. Một sản phẩm mà là để mà nói là huyền thoại của các dân chơi anh em nào to cao đẹp trai nhà giàu, lắm tiền nhiều của một thời. Một thời để nhớ này, cúp tôm nhá, hai bô nhá, tiếng nổ này nghe này. Trời ơi, biển Hà Nội nhá các xem nhá, biển P Ba Đình này, biển đuôi 66 này. Xe năm... mua cái này hai năm ngoái nhỉ? 25 anh ạ. 25 rồi đại ca mua 101 con này nhá. Đẹp không? Con này zin đét dí này, bình cốp này, này cái mang cá này, à không? Làm xong này, trắng nõn. Em quả quay ở trước đây, từ cái nắp xi nhan từ đây. Rất là đẹp, nãy vẫn nổ đến nãy giờ đấy. Nó là thì thầm mùa xuân. Đấy. Win. Trời. Như kiểu này nghe này. Đúng như ô tô, hay hơn cả ô tô như kiểu siêu xe ấy. Sướng lắm các em ạ. Hóa thật dáng mình ngồi nó phê thế này. Cho mọi người nhìn, mình ngồi sướng ngạc lái nó sảng khoái, nó thoải mái, con người nó sướng. Những người có tiền nó sướng thật đấy. Cảnh có tiền nó sung sướng. Chìa khóa xịn nha các em nhá. Đây chìa khóa zin này. Trước là con xe của Hướng này mình bán rồi. Còn con xe này của Sơn. Đây em mới quay đây, bình cốp dán ni lông nhá. Có xước một tí ni lông này. Chưa bao giờ là ni lông, đây là ni lông nhá. Đây, máy móc này. Trời ơi, rồi ra côn ra điện này. Mốc, trời ơi, như kiểu mới. Nó bạc này, mốc, bãi này. Nhật Bản nhá, bô zin nhá. Đây, lốp này em 228. Quá đẹp cho một cuộc tình. Sơn ơi, nãy là anh em mình cũng trao đổi nhau là từ nãy giờ, đúng không? Thì nói cho ra cũng vất vả lắm, em tí dắt về rồi, đúng không? Hai anh em mình kéo co nên thật ra dù không phải xe của em đúng không? Xe em nó người bán hộ nên nó rất là hộ trong chú. Cái quyền quyết em vẫn phải ông chú chỉ đạo từ xa. Ông chú chỉ đạo từ xa nên rất là tăng. Thế cứ dắt về là anh Kiên bảo thôi chốt một câu là đúng, đầu tiên bảo là thôi để cho anh 70 là đúng là dưới 70 trong 70 như cuối cùng là cũng tưởng là xong cuối cùng cũng lấy chồng. Thế là ông chú lý do gì ông chú bán con xe này? Tức là cái xe này nó cũng quý lắm, nhưng mà hàng kỷ niệm đấy. Nhưng mà vì lý do nó ông chú mổ mắt là cần tiền, nhưng mà tiền là từ bên cũng lý ra, nếu mà có tiền mà xoay được từ bên nước ngoài gửi về thì không phải bán. Không bán xe. Không bán. Hiện tại là cần cái việc trước mắt nên là đành phải chia tay. Anh vừa điện thấy chú cũng sếp ông chú của Sơn này cũng tiếc quá, bảo ra anh cũng giải quyết cần việc thì cũng không bán lắm, tiếc quá lắm, tiếc. Thế là anh em này chốt hai bên là cuối cùng là chốt Sơn để cho anh con này bao tiền? 73 triệu đúng không? 72, 73? 72 nhá, 72 nhá, 72 nhá, 73 hay 72? 73. Cứ rón rén làm gì, 73 triệu nhá, đấy rồi 75 đấy, nhưng mà thôi ở lùi 2 triệu cho chơi. Ok, anh chốt cho Sơn con này 73 triệu. Đầy đủ giấy tờ, đầy đủ chứng minh thư của chú. Chắc là chú cũng nhiều tuổi đúng không? Không đi lại được đúng không? Sáu mấy. Ok, một lần nữa cảm ơn em đã để cho anh chiếc xe 73 triệu. Ok. Sơn chào các đại ca trên này nhé.
Dung ơi, em vào em nhá. Dung ơi, em vào em viết giấy. Mua con này 73 triệu, đầu máy 55 cho sếp nhá. Em vào nhà đi. Ok. Sếp nào quan tâm con xe này nhá. Xe là cúp tôm, nói thật xe này năm ngoái đây mua 101. Xe đẹp lắm thì hiếm có, không còn đâu, chả còn nữa đâu. Đấy, cái này đại ca nào có quan tâm thì con này mình mua đấy, mua 73 triệu nhá, cộng 10 triệu con này. Nếu thật sự anh em ai quan tâm thì thật sự ra xứng đáng. Xe này thật sự nó cũng là cơ may mình mới mua được cái xe này. Ok, bên cạnh đây là mình vừa mua một chiếc xe. Đây vừa mua chiếc này nhá, một chiếc Ablet 9.000 cây bà đang đi. À 5.000 cây bà đang đi, một chiếc biển 124 này, con này mua bao tiền nhỉ? Con này trước mình bán ra, bên mình bán ra. Mua lại bao nhiêu? Mua lại 20 triệu luôn. Con xe này biển 124 nhá, cái dép nhá, này ca nào quan tâm. Đấy vừa mua 124 với một con xe này đời 2019. Đây mình giới thiệu con Liberty đó. Biển này đẹp lắm, con này biển em cầm cái con cúp tôm này chạy sướng lắm, người thật cúp tôm. Xe này dành cho các anh em thật sự có điều kiện chơi chứ. Dòng xe hưởng thụ, xe Nhật mà. Nhật nó máy dòng hai máy chạy sướng lắm. Đấy. Còn đây là anh em vào à. Thôi cứ giải quyết anh em, mình bán ra con này. Xe biển 1234 nhá, 11234. Con này mình bán ra là 21 triệu nhá, em có thể quay một vòng cho anh. Ok. Một vòng vòng nhanh nhanh, khẩn trước em phải được quay nhanh mới ra được. Hình thức đẹp nhá. Màu kem trứng, màu này vàng nhạt rất đẹp. Đấy, màu đẹp đấy, em quay. Máy vẫn nổ rồi đấy, thì tầm mùa xuân. Ở đây mình bán ra 21 triệu nhá. Đây còn tiếp theo một con xe RX 2019 này. Xe này biển 25, em nó đến từ gọi là Lai Châu. Năm sản xuất 2019 bản FI. Xe này hợp lý, hợp lý, mình mua 12 triệu rồi. Đấy, xe máy móc nguyên bản, lốp còn zin theo xe, xe dán ni lông kín cả xe, em quay vòng cho anh. Chắc là thôi làm video này không like thêm kia nữa. Thôi làm một video này. Định là làm thêm kia cho thôi. Em quay vòng cho anh. Máy ngon nhá, xe này xe FI nhá, xe cũng được. Mình mua con này rất hợp lý, có 12 triệu thôi. RSX. Đấy. Con này có điểm yếu đây, cái này rách vỏ yên tí này. Mình thay mấy cái này tí. Thay mấy cái cùi tay nắm, mình nắn tay phanh lên tí. Thế thôi. Máy vẫn nổ thì thầm. Con này mình mua 12 triệu nhá. Các sếp nào quan tâm thì con này mình cộng 1.7 triệu nhá. Anh em cứ thật sự ai có những chiếc xe đẹp hãy liên hệ cho mình nhá. Đấy còn cúp tôm mình thích quá, mình sướng còn cúp tôm. Phê cực kỳ luôn, rất là thích con cúp tôm này nhá. Trời ơi, nghe nó phê đấy. Cảm ơn anh em đã xem video này nhá. Xin chào, hẹn gặp lại mọi người. Ai có quan tâm xe hãy liên hệ số điện thoại Facebook đang phát trực tiếp ấy. Ra video đang phát trực tiếp. Xin chào và hẹn gặp lại mọi người ạ.